Bastien Maddox cùng làm trợ lý cho Angelina Jolie, thanh niên gốc Việt được khen hết lời. Cách đây không lâu, Angelina Jolie tiết lộ đã thuê hai con trai lớn của mình là Maddox, 21 tuổi và Bastien, 18 tuổi làm việc cho mình trên phim trường Without Blood. Bộ phim thứ hai do Angelina đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của Alessandro Baricco, phát hành năm 2002. Nữ minh tinh cho hay, chúng tôi làm việc với nhau một cách hiệu quả. Khi một đoàn làm phim đạt được phong độ tốt nhất, điều đó cảm giác như chúng tôi là một đại gia đình, vì thế mọi chuyện đều rất tự nhiên. Ngôi sao Maleficent còn đặc biệt khen Bastien về phong thái làm việc chăm chỉ, cần cù trên phim trường. Được biết, chàng trai gốc Việt từng hỗ trợ Angelina trong bộ phim đầu tay của cô với cương vị đạo diễn First They Kill My Father năm 2017. Bastien đã tốt nghiệp trung học từ năm ngoái, tuy nhiên không có thông tin nào cho thấy cậu con trai Gen Z học lên đại học. Maddox cũng là nhân viên của mẹ nuôi trong First They Kill My Father và By The Sea. Vào năm 2015, con cả nhà Jolie Bitt hiện đang là sinh viên của Đại học Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc. Cùng trong cuộc phỏng vấn, bóng hồng gốc Mexico Salma Hayek, nữ chính của Without Blood, khen ngợi Angelina là một người sếp tuyệt vời. Cô ấy có lẽ là đạo diễn xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng. Tôi luôn yêu quý cô ấy với tư cách là một đạo diễn. Tôi nghĩ đây có thể là điều tốt nhất hoặc một trong những điều tốt nhất của cô ấy, nữ diễn viên 56 tuổi chia sẻ. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Angelina Jolie và chồng cũ Brad Pitt đang diễn biến nghiêm trọng hơn. Trước đó, bà Smith được xác định là người phụ nữ ẩn danh để đơn kiện cục điều tra liên bang Mỹ FBI về cáo buộc thiếu minh bạch trong cuộc điều tra vụ Brad Pitt bị tố bạo hành gia đình Angelina và các con trên một máy bay tư nhân vào năm 2016. Brad Pitt được xác định vô tội vì không có bằng chứng cho thấy anh có hành vi bạo hành. Tuy nhiên, Angelina không chấp nhận kết luận này trong đơn kiện. Cô tố chồng cũ khiến cô bị thương, đổ bia vào người cô và đánh nhau với một người con, nghi là Maddox, trên chuyến bay từ châu Âu về Los Angeles 6 năm trước. Không thể chấp nhận được hành vi của Brad Pitt, Angelina đã đệ đơn ly hôn trong 6 ngày sau đó. Đến nay, việc tranh chấp kiện tụng liên miên giữa Brad Pitt và Angelina Jolie cũng khiến truyền thông công chúng có cách nhìn khác về hai ngôi sao đình đám ở Hollywood. Hai bên vẫn không thể nào thỏa hiệp trong vấn đề quyền nuôi con. Dù Brad Pitt và Angelina Jolie đều khôn khéo khi không lên tiếng trực tiếp xung quanh những câu chuyện lùng xùng này, mà để các luật sư cũng như người đại diện tại các công ty mà họ lập đưa ra phát ngôn trong phần lớn các tình huống, nhưng tất cả đều hiểu rằng hai nhân vật chính đứng sau các sự việc vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung dù đã chia tay được 6 năm. Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Angelina Jolie, Brad Pitt đã tìm tới điêu khắc và hội họa như một cách để cân bằng lại tâm lý và cuộc sống cá nhân. Giờ đây, nam tài tử đã quyết định đi xa hơn trong lĩnh vực nghệ thuật khi gửi một số tác phẩm mà mình đã thực hiện tới trưng bày ở một cuộc triển lãm tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Sarah Hilden, thành phố Tampere, Phần Lan. Trong giới làm phim, Brad Pitt vốn đã được biết đến là một tài tử danh tiếng, một nhà sản xuất phim đạt nhiều thành tựu. Anh còn thử sức với lĩnh vực điêu khắc và ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn. Những tác phẩm do Brad Pitt thực hiện đang được trưng bày tại triển lãm có tên Thomas Halsey Goes, W.E. Whitnick Cave and Brad Pitt. Triển lãm bắt đầu chào đón công chúng từ cuối tuần qua. Tại triển lãm này, Brad Pitt có 9 tác phẩm được đem trưng bày. Hiện tại, giới nghệ sĩ tại Phần Lan đang dành rất nhiều lời khen ngợi cho các tác phẩm của Brad Pitt. Đa số đều nhận xét rằng Brad Pitt thể hiện những tố chất của một nghệ sĩ đích thực. Các tác phẩm của anh cho thấy niềm đam mê và sức sáng tạo rất dồi dào. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.